Câu chuyện bé đỏ phần 3. Mấy đêm liền Tâm đều mơ thấy đứa bé, nên trong bữa cơm chung cô mang ra làm đề tài bàn tán. Mẹ, mấy hôm nay con cứ nằm mơ có đứa bé trai chui vào lòng con nằm, con đẩy nó đi nhưng nhìn mặt nó sợ lắm. Mẹ chồng cô nghe thì vui mừng, đêm mai rồi sinh nữa lại là con trai. Mà sao mẹ biết? Tại nhìn mặt nó kiểu nó dặn dặn sao đó. Trời đất ơi, ngày xưa nè mẹ cũng mơ vậy đó, sinh ra thằng Dương nè. Bây giờ tiếc quá, hai đứa bay không sinh được nữa. Nhắc đến việc sinh nở, Tâm lại im lặng ăn cơm. Dương gấp cho hai đứa con miếng thịt vào chén rồi phân rằng: mơ là mơ vậy thôi, ai lại không gặp ác mộng, chắc vài hôm không sao đâu. Dạ, em cũng mong vậy. Dạo này thời tiết không chuyển mùa, thằng Cún cũng không ốm, nhưng cứ đúng 12 giờ đêm là nó lại phá lên khóc. Khóc đứt nở giống như ai đánh, ai nhéo. Khóc đến tím tái hết thịt da. Tâm xót con lắm, nên cứ ẩm bồng trên tay dỗ về: Cún ngoan, ngoan, mẹ thương, mẹ yêu nha. Mẹ chồng cô cũng xót thằng cháu đích tôn, mang cả thổi cả dao để trên đầu giường, mong xua đuổi những điều xấu xa. Nhưng thằng Cuốn khóc là vẫn cứ khóc, khóc đến hơn cả tiếng thì tự nhiên im bặt không khóc nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẹ ngủ ngon lành. Con cứ khóc đêm nên nhà ai cũng mệt mỏi hẳn. Thấy cháu cứ khóc nên mẹ chồng cô nghe ai chỉ đi chùa xin bùa đeo trong người cháu, nên sáng ra bà đã theo mấy bà bạn đi chùa. Đến trưa thì về cầm theo sợi dây ngũ sắc, chồng gì có một đồng xu. Mẹ chồng cô đeo dội lên cổ thằng cháu đích tôn rồi nói: cái chùa này linh lắm, mẹ xin lúc lâu mới cho đó. Dạ, con cũng mong vậy, sợ lúc mình ẩm đi đường bị quở á mẹ. Trời ơi, nhắc mới nhớ, chắc cũng bà Lan bà Nga chứ ai đâu, cứ gặp nó là cứ khen bụ bẩm dễ thương. Cái bà sao miệng mồm quá trời. Mẹ, mẹ coi thằng Cuốn hộ con nha, con đi chợ mua đồ làm mai bán. Ừ, để đi, mẹ coi cho, con đi làm đi. Dạ. Tâm lấy đồ mang vào, rồi lấy chìa khóa xe để ra chợ, để hai bà cháu thằng Cuốn ở trong phòng mình chơi. Xây ra ngoài, ánh mắt Tâm vô tình liếc qua chỗ giỏ đựng đồ chơi trong góc. Tâm thấy có đứa bé đang ngồi đẩy đẩy chiếc xe đồ chơi qua lại. Cô đưa tay dụi mắt rồi nhìn kỹ lại, khẽ thở dài rồi lẩm bẩm: chắc do mấy hôm nay mình mệt quá nên chóng mặt, nhìn loạn linh tinh. Không nghĩ nữa, Tâm chỉ tập trung vào việc lấy xe đi chợ. Nhưng thực sự lúc này trong giỏ đồ chơi, Dông Nhi ngồi đó đẩy xe qua lại chơi thật, vừa chơi vừa cười. Chơi chán một lúc, Dông Nhi mới đi vào phòng. Leo lên giường thấy bà nội đang ẵm em Cuốn ngủ, vừa hát vừa dỗ mong em Cuốn. Dông Nhi nhìn thích lắm, nó cũng muốn được bà nội thương, nó cũng muốn được như em Cuốn, ai cũng ẩm bồng. Tự dưng trong lòng nó trỗi lên sự ganh ghét. Mẹ nó từng nói với nó, bà nội không thương nó, nên mẹ nó mới bỏ nó đi. Nó ghét bà nội lắm, nó hận bà nội lắm. Khuôn mặt trẻ thơ non nớt của nó hiện lên sự giận dữ, đôi mắt nó lồng lên những tia giận thật đáng sợ. Nó đi lại phía đầu giường bà nội nằm, lấy tay đánh vào đầu, lấy chân đá vào đầu bà, vừa đánh miệng vừa đai nghiến căm hận: ghét bà, ghét bà này. Trẻ con dù là còn sống hay là trông nhi thì nó cũng như tờ giấy trắng, được nghe những điều tốt điều hay thì nó cũng ngoan ngoãn lắm, nhưng nếu nghe thấy những điều tệ hại thì tâm nó cũng đen tối đi. Mà đằng này trong một thời gian dài như thế, Dông Nhi đã nghe được biết bao nhiêu lời đen tối từ đám bạn, đám anh chị như nó. Nó không hề nghe được một lời yêu thương nuông chiều nào từ ông bà ngoại hay gia đình đó. Nó còn bé lắm, nên nó cũng biết ganh ghét, biết giỏi hơn. Khi oán hận trong một thời gian dài kết tụ lại sẽ thành năng lượng lớn cho nó thực hiện những điều nó muốn. Bà nội của nó tự nhiên thấy đau đầu quá, cố gắng cho thằng Cuốn ngủ xong thì ra ngoài lấy thuốc đau đầu uống. Khi thằng Cuốn ngủ ngon, bà nội nó nhẹ nhàng đứng lên đi ra.
Bà nội nó té sóng xoài trên sàn, chân da vào nền đau buốt dữ dội. Bà cố gắng ngồi dậy xem đã vướng phải cái gì, nhưng không có. Khuôn mặt nhăn nhó vì vừa đau đầu, lại bị bụng đau, nên bà nội cố gắng vịn vào tường ngồi dậy, đi vào phòng riêng lấy thuốc uống, lấy cả dầu so cho bớt đau. Bà nội nó vừa vào phòng rồi, Dung Nhi đứng đó nhảy nhót cười đùa. Hi hi, đáng đời. Nàng thấy mẹ cứ mệt mệt, nên Dương lo lắng hỏi: Mẹ, sao dạo này con thấy mẹ không được khỏe hả? Mẹ có không rõ nữa, tự dưng thấy đau đầu, đau vai kinh khủng luôn, uống thuốc hoài mà không có hết. Vậy để chiều con xin nghỉ làm, con đưa mẹ đi khám nghe. Ừ, vậy cũng được. Đến chiều, Dương đưa mẹ anh đến bệnh viện khám. Sau khi làm những xét nghiệm cần thiết, thì kết quả bác sĩ đưa ra là bà khỏe lắm, không bệnh gì hết á. Để tôi cho ít thuốc về nhà uống nghe, thuốc bổ. Mẹ Dương cãi lại: Không là không thể nào được, tôi đau đầu suốt, cứ đến chiều là đau, đến chiều là đau, giống như là ai quýnh vậy đó. Bác sĩ liền đưa tờ giấy có các kết quả xét nghiệm ra cho mẹ con Dương xem. Thì bà xem đây, với tuổi của bà thì kết quả này là cực kỳ tốt luôn đó. Dương cũng lo lắng cho mẹ nên nói với mẹ: Mẹ, hay là bây giờ mẹ nhập viện ít hôm đi, chứ đau gì hoài á không tốt đâu mẹ. Mình có bảo hiểm y tế mà, mẹ khỏi lo nha. Ừ, chắc gì quá. Không, mà không được, bà mẹ ở viện vậy á, của thằng cuốn ai lo, rồi làm sao con Tâm nó buôn bán gì được. Không sao đâu mẹ, nghỉ ít hôm không chết. Dương á chăm thằng cuốn được, hai đứa con lớn tự đưa đi học tự đón được mà. Lưỡng lự thêm một chút, mẹ anh mới chịu nhập viện. Cái bà lo là lo cho thằng cuốn yêu mà thôi. Ừ, vậy cũng được. Dương liền xin bác sĩ: Bác cho mẹ em nhập viện nha bác, chứ đau vậy hoài á mà không bệnh gì á cũng lạ quá. Em thấy mẹ em á ốm hẳn đi á. Vậy tùy người nhà nha, để tôi làm thủ tục cho bà nhập viện. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Khi được nhập viện, Dương liền báo cho các em biết mà thay nhau chăm sóc mẹ. Bởi ai cũng có gia đình nên không thể phó thác cho ai một mình được hết. Mẹ chồng đi viện, Dương cũng chỉ chăm mỗi thằng cuốn, nhưng chăm con nít thì không thể nhàn được. Giờ thì thời gian Tâm dành cho thằng cuốn nhiều hơn, nhưng cô đâu có được thấy Dung Nhi đứng gần đó. Nó cứ đứng nhìn với ánh mắt đầy ganh tị. Đôi lúc nó tức lắm, nó bu lại kéo tay mẹ nó khỏi em nó: Mẹ ẵm con nè, mẹ thương con nè, mẹ đừng thương em nữa, con ghét em lắm. Làm sao mà nó không ganh tị cho được, trong khi đó gách dưới lạnh lẽo, thậm chí đói nó phải đi bới rác ăn hoặc đi giành giật đồ ăn với các dòng khác. Nhưng nó bé lắm, làm sao mà giật lại được. Nó là dòng nhi, nhưng nó cũng thèm được mẹ ẵm bồng. Một đứa được yêu thương không hít, một đứa thì còn không biết đến sự tồn tại của nó. Vậy biểu sao mà nó không ganh ghét, không ghen tị cho được. Mẹ chồng cô ở viện hai hôm lại thấy người khỏe hẳn ra, không còn đau bệnh gì nữa, nên lật đật xin bác sĩ về. Vừa về đến nhà không kịp nghỉ ngơi, liền lao vào ôm ấp thằng cuốn ngay: Ôi thằng chó con của bà nhớ quá đi thôi à. Ê bà hung cái nè. Nói rồi mẹ chồng cô hôn lấy hôn để thằng cuốn. Thấy mẹ chồng khỏe, Tâm cũng mừng. Cô trêu đùa: Rồi bà nội đi đâu cũng nhớ mỗi thằng chó con này thôi ha, chứ còn gì phải nói nữa. Nhưng về được vài hôm, mẹ chồng cô lại bệnh cũ tái phát. Chồng cô lại cho bà đi viện lần nữa. Không biết năm nay phải năm hạn của bà không, mà bà cứ đau ốm mãi thôi. Tối hôm ấy, Dương cho đứa con gái thứ và thằng cuốn ra công viên gần nhà chơi. Bé lớn không đi vì chỉ thích ở nhà xem tivi. Bé thứ hai tên Quỳnh, tên có một loài hoa nở muộn. Vừa sẽ đến nơi thì con bé chạy tót lại chỗ bập bên mà chơi. Ở đó cũng có vài người bạn, nhưng Quỳnh lại chơi bập bên một mình thôi. Còn vợ chồng Dương thì ở gần đó cho thằng cuốn chạy nhảy, nhưng mắt dần để ý đến bé Quỳnh. Chơi đâu được một lúc lâu, Tâm gọi lớn: Quỳnh ơi, vậy thôi con.
Dạ. Quỳnh ngưng bập bên lại, nói với ai đó ở phía bập bên kia. Mình về thôi em. Sau đó Quỳnh vui vẻ chạy lại chỗ bố mẹ và ân cún. Tâm vuốt ve đầu con rồi nhặt viên hỏi. Sao con không chơi với mấy bạn? Nãy giờ mày chỉ thấy con chơi con mình à? Đâu có, con chơi với em mà. Em nào? Từ đầu đến cuối mày chỉ thấy con chơi con mình mà. Nói rồi Quỳnh nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm gì đấy mà không thấy nên mới trả lời mẹ. Ơ, nãy em đứng đây nè, chắc em về trước rồi á. Vợ chồng Tâm mới hoang mang cực độ. Cô ngồi quỳ xuống cho ngang bằng con rồi nhíu mày hỏi. Ai vậy con? Nó là con nhà ai? Sao mày không biết? Ê, em ấy nói là em của con. Em ấy là con trai và tên em ấy là bé Đỏ. Vợ chồng Tâm điếm người, sống lưng lạnh toát, da gà da dịch dựng lên lớp lớp ớn lạnh. Nghĩ con mình chắc bị quở mắt rồi, Tâm liền nắm tay con gái gọi cả nhà bọn họ cùng đi về. Quỳnh cứ quay lưng kiểm tra xem em ấy về chưa rồi đưa tay chào tạm biệt, vì thấy em ấy còn chơi ở đó. Chị về trước nha. Biểu hiện đó lại càng làm cho vợ chồng Dương sợ hơn nữa. Những bước đi cũng trở nên vội vã hơn nhiều. Bọn họ đi rồi, bọc bên không có người nhưng lại khẽ chuyển động. Đêm hôm đó, Tâm cứ thấy lo lắng nên không thể nào mà ngủ được, cứ trằn trọc mãi không yên. Thấy vợ như đang lo lắng điều gì nên Dương quan tâm. Sao vậy em, ngủ không được hả? Em lo cho con Quỳnh nhà mình quá anh ơi. Tự dưng nó nói những cái điều kỳ lạ không à. Em đừng có lo, chắc con nít đó, nó xem tivi nhiều nên tưởng tượng ra chứ gì. Không sao đâu em, đừng lo lắng quá, ngủ đi. Em cũng mong là vậy. Xong họ lại phần ai nấy ngủ, vì ngày mai họ phải làm công việc của mình. Bọn họ sống trong trăng ấm đềm êm, nhưng đâu hề hay biết ngoài đường kia có Dông Nhi nhỏ bé ăn mặc rách rưới đang đi bới bãi rác để kiếm đồ ăn. Bởi hôm nay không ai cúng gì nên nó không có được đồ ăn mới. Dòng gì ấy nhặt được một cái bánh cũ rồi ngồi xuống bên cạnh bãi rác để ăn. Nhìn nó xanh xao lem luốc đến tội nghiệp, vừa ăn vừa khóc ai quán. Mẹ ơi, con đói, con lạnh quá mẹ ơi. Nó giờ chỉ về nhà mẹ chứ không về nhà nó ở với ông bà ngoại nữa. Nhà ở đó cũng lạnh lẽo, u tối lắm, nó không thích đâu.